magic is here. An enemy has been defeated. Ultimate. Rồi, ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Hôm nay mình lại làm về vị tướng Lorion, nhưng mà không phải đi mid, mà là mình sẽ đi top. Ở cái video 8 tháng 3 ngày hôm trước á, mình có nói là Lorion thì đầu tiên là đi mid thì không nói gì rồi à, nhưng mà Lorion còn thấy là đem đi support và đem đi đi top nữa, thì hôm nay mình sẽ làm về vị trí đi top nha các bạn. Thì ở trận đấu này á, mình bị bạn Nata tranh lane. Đó, cũng là bị tranh lane thôi. Rồi là Mugat nữa, lụm nữa. Ồ, quá thơm luôn, được 150 vàng các bạn. Nata Nata tranh lane này. Nata như bạn này là con gái thì phải. Đó, là bạn ấy chỉ đánh được hầu như là mình thấy là mấy bạn gái, mấy bạn nữ thường là chỉ đánh đa phần đó nha. Là đánh vị trí là AD, support hoặc là limit thôi, còn nhiều là gì. Còn mấy vị trí kia thì hầu như rất ít mấy bạn nữ đánh nha. Đó, rồi quay lại với trận đấu này á, thì mình như mình nói là mình cũng bích vị tướng Lorion trước đó, nhưng mà bạn này thì bạn ấy vẫn cố tình bạn ấy bích Nata đó. Bây giờ tem tem thì không có người đi top, nên là mình sẽ đi top luôn. Đó, như cái video hôm trước nói đó, Murat cấu rất đầu nha. Mình nhảy 4 rồi. Thì trận đấu này mình sẽ dùng chính vị tướng này để mình có thể là mình khắc chế được Murat luôn nha các bạn. Murat đó có một cái nhược điểm đó là các bạn bắt được cái bóng của Murat rồi, là có thể là các bạn có thể là khoảng tầm khoảng 80% là các bạn hà được Murat rồi nha. Đó. Thì đối với những cái bạn trình cao về Murat đó, các bạn kiểu đánh theo kiểu chết map nhiều á, thì có thể là mình hơi bị khó bắt một tí. Nhưng mà Murat á, thì là cái nhược điểm lớn của Murat đó chính là cái việc là bị lộ bóng đó, chỉ cần lộ cái bóng thôi là mình có thể bắt được. Là như Murat ở đây nè, đây Murat nè, có cái bóng ở đây nè đó. Đó, như pha đó thì Murat không rút về thì mình sẽ không bắt được đó. Còn ví dụ như là ôi ở trên Arum xanh gì đây nè, như đây nè, đó mình KS đơn giản thôi, tại vì mình là vị tướng tay dài mấy bạn, thì đánh mấy vị tướng áp sát thì thường thường nó sẽ có cái lợi hơn là mình cấu rỉ tầm xa. Đây này này nè, bắt bóng nè, đó thấy không, con vô chỗ quánh mình rồi, bây giờ mình bắt bóng là và mình bắt lại thôi. Đó, nó có đơn giản như thế. Ơi Harry nguy hiểm nha, mình cái đâu có tập bí nha, thôi là tại vì mình hết chiêu. Nếu mình còn chiêu thì pha đó với cái lượng máu của bạn Ari á, thì cũng không thể mà giết mình được. Đó, thì các bạn nhớ cái nguyên tắc là khi solo kèo với Murat là như vậy, cứ tìm được cái bóng của Murat đâu là cứ đến gần ngay cái vị trí đó, bắt ngay cái vị trí đó và đợi Murat rút về thôi. Đó, mình ăn được hai mạng rồi, em mình bây giờ là 10-0 rồi, quá xanh rồi các bạn. Mình sẽ ở đây mình bắt đợi mình bắt DC thôi, nhưng mà DC lên trên rồi. Murat nãy giờ hai pha nha, chắc cũng cay cú mình lắm á. Đây này 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 này, trong bụi rồi đó, mình cứ thấy bóng ở đâu là mình bắt ở đó rồi, thấy không, không rút về đó. Nhưng pha đó là mình đẩy cầu ra nó hơi sớm một tí, vì mình giống như mình bị bắt bại đó các bạn. Ví dụ như pha đó thì khi mà mình dùng cái chiêu cuối ấy, thì Murat thấy mình là biết là mình đẩy cầu lên đó rồi, nên là sẽ rút về, thì mình sẽ rất là khó bắt được Murat nha. Đối với những cái pha băng trụ của Murat á, thì các bạn có thể là khi mà các bạn đứng trong trụ á, thì các bạn có thể nếu mà thấy Murat để bóng mà lộ tầm nhìn á, thì các bạn có thể là đặt cái cầu, cái chiêu 1 ở ngay cái bóng luôn nha, đẩy cái cầu ra tới cái bóng của Murat, rồi xong rồi cứ đợi Murat lao vào trụ và sau đó Murat rút về, thì bắt đầu mình lao ra, mình bắt ngay cái bóng luôn. Thì lúc đó là cái Murat sẽ rất là khó đỡ nha các bạn.
Đúng rồi, trên này giao tranh lớn này. Rồi mình có vẻ thua giao tranh này mấy bạn. Mình lên nè, mình lên nè, mình lên nè. Ủa có John nữa kìa. Ôi cái này sao chúng trở lại. Đây này, mình bắt John nè. Nè nè. Đó ok. Cứ nhắm vào xạ thủ tên bạn mà bắt đó nha. Đó mình bay qua tường mình bắt John thôi. Đó bắt được John là coi như là pha giao tranh này là mình, tên mình ăn rồi các bạn. Arena Arena. Ôi pha đó mình hết cái chiêu 1. Ồ, chỉ cần đi một tí xíu thôi là mất trụ ngay. Murad rất là cơ hội nha các bạn. Này nè, Murad nè. Chạy đi, chạy. Ê, ôi chạy được kìa. Ơi có ôi, quay lại chơi được hả? Có bạn Senel thì cũng hơi bị khó bắt nha bạn. Senel có cái sứ mệnh của thế đó. Murad bây giờ bắt đầu làm khó làm dễ rồi. Cái chủ mid mất khá là sớm nha bạn. Đổi đường luôn đi, đổi đường luôn nè. Ok, mình lấy được cái bùa xanh rồi, mình lấy bùa xanh rồi, mình có mana rồi. Kinh công ở dưới rồi, kinh công ở dưới chắc có người đang ăn ở dưới á. Ui, Chanel nè, thơm nè. Mình sắp có tốc biến rồi nè, mình sắp có tốc biến rồi. Ôi ôi, đập được cái mạng của John rất là dễ dàng nha các bạn. Đây nè, nè, Murad nè. Nó có giật bóng về không? Rồi, giật giật kiểu đó là tiêu rồi, tiêu với lại bạn Vyrus rồi. Đó, thấy không? Mình chỉ việc bắt bóng thôi bạn. Ôi, và đó có áo anh chạm đâu thế nhờ. Mất cái mạng sách đau rồi bạn ơi. Đẩy chủ đi, đẩy chủ đi. Rồi bây giờ đổ đường luôn. Giờ AD tên mình ở dưới rồi. Thôi về 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 bỏ 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 bỏ. Nè 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 nè. Mình sẽ bắt Lucy nè. Ui không tới tầm kìa. Và này chắc xong rồi rừng rồi. Rồi mình sẽ bắt Chanel nha. Rồi ok. Rất là dễ dàng luôn. Đây nè. Bạn Ari nè. Ô, mình chưa hồi chiêu 2. Đi lượng máu này thì không không ăn mình đâu. Ui, có Khaleesi dạ đây ơi, đem bạn xuống kìa. Rồi, lượm được con rồng nha. Ôi, sao lâu vậy? My magic, it whispers to me.
Rồi ok, ở trên đánh nhau chí chế ra ra mình lên là mình có tôi đủ đồ chơi nè. Tóc biến đồ các kiểu này là mình sẽ ra mình bắt AD. Ở đây đâu? Mình đang kiếm AD. Ôi. AD chạy về rồi. Nè nè AD nè. Ok, lên 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 nè. À, con này chỉ cho chị lấy được vài cái trụ thôi, tìm bản ra hết rồi. Ok mình sẽ lên băng nhẫn nha các bạn. À này là mình có thể là mình lao vào luôn thì mình có băng xương nè các bạn. Mua đất nè. Thôi rồi 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 rồi. Có xe neo thôi rồi thôi. Nha, lụm nè, lụm nè, lụm nè, lụm nè. Quá thơm. Thôi thôi thôi, thôi lùi tí, lùi tí, lùi tí. Rồi, rồi AD này, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn. Mình sẽ kiếm Mugat nè. Mugat với lại AD trên mạng này nè, AD trên mạng nè. Ôi, bốc hơi nhanh vậy. Mà chắc hôm này team mình win luôn các bạn ơi. Đó, vậy là hôm nay mình có cái video là họ đi top cho mấy bạn nha. Mình thì có cái lợi thế tay dài nên là đánh với những vị sát thủ á, với những vị tay ngắn á, thì nó ok hơn. Rồi ok, video mình kết thúc đây. Nếu thấy hay thì các bạn có thể để lại một like, một đăng ký kênh hoặc là một bình luận ủng hộ kênh mình nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.